Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân dự hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền. Mở đầu hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã điểm lại một số kết quả nổi bật cũng như những tồn tại hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng của tỉnh 6,05%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh thành trong toàn quốc. Quy mô kinh tế của Quảng Ngãi đứng thứ 22. Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%, kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá cao so với bình quân chung của cả nước. Dự kiến đến hết niên độ ngân sách năm 2021, giải ngân đạt xấp xỉ 100% cả nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách tỉnh. Đặc biệt năm nay, thu ngân sách nhà nước đạt 24.025 tỷ đồng, vượt xa dự toán Trung ương và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, hai doanh nghiệp đóng góp cao nhất là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi. Một cái chỉ tiêu mà chúng ta rất mừng mà chỉ tiêu chưa bao giờ đạt được từ trước đến nay, đó là thu ngân sách. Để đạt được cái kết quả này thì sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội, chứ không của riêng ai cả. Tôi đề nghị các ông chí tập tự đấy, không phải của riêng ai cả, không một cá nhân nào, không một riêng một cơ quan đơn vị nào mà làm nên cái thành quả này, mà cả xã hội, cả xã hội. Mà để được sự đồng thuận của cả xã hội thì trước hết là sự đồng thuận, sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể thường vụ, trong tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan của tỉnh. Tôi cho đây là một cái kết quả rất đáng mừng. Và tôi rất vui khi làm việc trong một cái môi trường đoàn kết thống nhất như thế này. Mà chính cái đó là cái động lực để tất cả chúng ta cùng nhau hành động tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, năm 2021, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo vừa an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, an toàn đến đâu cho học trực tiếp đến đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thẳng thắn nêu một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Tôi đặt câu hỏi, nếu như chúng ta mà có sự nỗ lực cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa thì chắc chắn là thành tích nó sẽ cao hơn nữa, chứ không phải là dừng ở cái con số này. Đó là cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa được đề cao. Sự co cụm, e dè, sợ trách nhiệm vẫn còn xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, ở nhiều ngành, ở nhiều cấp. Đó là nhận định không phải của cá nhân tôi mà của tập thể thường vụ. Tôi cho đây là cái này là cái yếu mà chúng ta cần phải khắc phục trong năm 2022. Hay nói khác hơn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì chưa được khai thác triệt để, chưa được coi như là thực hiện tốt trong năm 2021. Cái thứ hai, cái yếu thứ hai nữa là cái sự phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với địa phương vẫn là khâu yếu, vẫn là trì trệ. Điều này nó thể hiện ở các cái việc giải quyết các cái tồn tại hạn chế, chuyển qua chuyển lại, chuyển lên chuyển xuống, nhất là trong việc khắc phục các cái sai sót, sai phạm qua thanh tra, qua kiểm tra, qua kiểm toán của các cơ quan. Nó biểu hiện rõ, rất rõ, rất rõ trong quá trình chỉ đạo mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phát hiện ra. Cho nên chúng ta cần phải khắc phục ngay cái hạn chế này. Mà muốn khắc phục cái hạn chế này thì cần phải làm gì, giải pháp như thế nào thì lát nữa các đồng chí cũng phải thảo luận. Cái thứ ba đó là cái tính chủ động trong cái việc tham mưu đề xuất
chưa được nâng lên. Hầu hết là các ông chí chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Mà khi chỉ đạo cấp trên rồi, giao việc rồi thì thời gian nó không còn nhiều, các ông chí tham mưu theo hướng là theo cái kiểu là cho xong việc, cho nên chất lượng không được cao, không được cao. Và nó thể hiện rõ nét nhất đó là chuẩn bị các cái nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình hội đồng, trình tỉnh ủy. Tôi cho đó là những cái hạn chế mà nó làm ảnh hưởng đến kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Thì những hạn chế đó nếu như chúng ta năm 2022 này mà khắc phục được thì tôi tin là kết quả nó sẽ đạt được cao hơn. Nhận diện được thời cơ, điều kiện thuận lợi cũng như các khó khăn thách thức, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân 5-6%. GRDP bình quân đầu người khoảng 3.280 đô la Mỹ. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 64-65%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 29.000-31.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%. Phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu trung ương giao trên 10%. Để đạt được các chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số giải pháp thực hiện. Trong đó đáng chú ý là tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương thiếu chủ động tham mưu, không thực hiện hoàn thành trễ hạn, không đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng cấp bách và thường xuyên liên tục, gắn kết chặt chẽ với từng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kịp thời triển khai thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 ngay sau khi chính phủ ban hành và phù hợp với điều kiện của địa phương. Chủ động xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện khi chính phủ ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phù hợp khả thi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tranh thủ kịp thời các cơ chế hỗ trợ của các gói kích thích phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Trung ương để phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế dung quốc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.